Rồi, em chào mọi người nha. Rồi, chào mọi người quay lại video kênh của em, Hoàng Nguyễn Shop đồ nghề Nhật nha. Nam lên video em dọn hành lý một ít đồ nè. Đó, mọi người xem thì đó xem em mô tả cho kỹ ha. Có món là xác chết nè. Có món là xài ok ha. Nên em sẽ mô tả chi tiết. Rồi, đầu tiên thì mọi người xem cái số điện thoại để liên hệ mua hàng nha, 0334 830 843. Mọi người nhắn tin cho em ha, để chốt đơn hàng hoặc là gọi điện để chốt. Rồi, đơn từ 300 ngàn nè, 300 ngàn chuyển khoản ha, em miễn phí vận chuyển nha. Đó, video hôm nay chuyển khoản vẫn là miễn phí vận chuyển luôn. Đó, hành lý nè, rất là rẻ và chuyển khoản vẫn là miễn phí vận chuyển luôn, từ 300 ngàn trở lên. Trừ các quần đảo xa nha mọi người ha, trên toàn quốc nhưng mà trừ quần đảo xa nha. Quần đảo xa thì giá cước nó hơi cao hơn, nên em không có bao phí ra đảo được. Rồi, đây để em quay chi tiết từng món cho mọi người xem. Rồi, số 1, cái này em hay lấy xác xác chết nha. Em mô tả là nó nè, nó mất dây sạc rồi, không có dây nguồn. Dây nguồn này là dây rời mình cắm vô, nó giống như cái chuôi của máy tính vậy, cái chuôi mà dạng máy tính bàn á ha. Cục chì đồ còn ok ha, cục chì còn ok, đèn lên sạc lên nhưng mà lỗi nó báo đó, nó báo nó có lên đèn nhưng mà nó không có sạc ha, nó không sạc. Công tắc đồ đầy đủ, zin bên trong thì chưa có qua sửa chữa, nó chỉ là không có dây này. Cái loại này là của Nhật, vỏ nhôm nè ha, của hãng Celta. Đó, điện là 100V nha, điện vô 100V. Nguồn sạc, nguồn kích gì nè, 45A, sạc là 15A ha, tối đa. Con này sạc là 12V nha, 12V, không có 24. Đó, còn vỏ nhôm rất là đẹp luôn, hành lý xác cho bác về sửa chữa nghiêm cứu, 250 ngàn, mã số 1, xác chết nha. Rồi, số 2, 3 món này, 3 món hành lý 400 ngàn, hoạt động ok, bình thường hết nha, hoạt động ok, đẹp. Đây, lưỡi kéo khá đẹp nha, xoài ngon lành. Con kéo Mary của Nhật, máy tính Japan. Con này cắt được phi 42 mm nha. Rồi con này là cắt cắt ton, cắt hép, cắt nẹp điện được cũng được nha mọi người. À, cắt nẹp đóng la phong á, mình dùng cái con này rất là ok luôn. À, đúng cái tác dụng của nó luôn. Nó cắt nẹp đi la phong ha. Xài ok luôn. Rồi con này thì khỏi nói luôn, nguyên cái lưỡi thép của hàng này Kamaki nha mọi người, Kamaki của Nhật ha, Made in Japan, Kamaki. Nó chuyên con cho cây kéo cắt cành tỉa hàng rào nè. Đó, bác nào đang xài dòng này thì vô là đúng đúng y luôn, tháo lắp ha, rất là đơn giản luôn. Rồi, lưỡi nó là nguyên chiều dài là 240 mm nè. Phần lưỡi là 190 mm nè, rồi từ đây đến đây là 190 mm nè. Full là 24 rồi. 3 món 400 ngàn bao ship, mã số 2, 3 món. Rồi, mã số 3. Hôm nay có một số món em sẽ lướt qua nhanh nha mọi người, vì nó em đăng lên rồi nên không có test lại nữa nha, nó mất thời gian lắm. Mấy cây hước nè, đó như đèn này thì em có test trong video rất là nhiều lần rồi, bác coi cũng biết ha.
Đèn này anh lấy 300 ngàn mã số 3 nha. Đèn của IR, hãng IR ha, hãng này của Mỹ nè, đó, Yota nè. Hãng này trụ sở nó đặt ở Mỹ nè. Đó, nguyên hộp nha, nguyên hộp đầy đủ. Có cả pin luôn nha, ba cục pin cho mấy bác xài luôn, pin zin của Toshiba của Nhật, pin zin Toshiba. Ba cục pin, nó xài ba viên pin gắn vô đây. Mở ra nè. Đó, ba viên pin chống nước. Có gòn chống nước. Đèn này nó có hết 500 được luôn nha. Nó rất là hay. Nè. Mình có thể đặt trên kệ, trên vàng ha, gọi xuống điều chỉnh các hướng. Đây là cái dimmer để điều chỉnh độ sáng được luôn nha, điều chỉnh sáng tối ha, sáng tối chứ không có zoom. Đó là cái led thẳng nè. Rồi có dây đeo đầy đủ nha, dây đeo ba hướng luôn nè ha, lên đỉnh đầu và vòng quanh. Dây đeo nè. Cách lắp thì rất dễ, gài vô là nó dính thôi. Mình có hướng dẫn nhiều ở mấy clip trước rồi nha. À, đây nó có mô tả cho mình biết là cái đèn mình sử dụng nè. Cái gọi đeo đầu nè, hoặc là kẹp lên cái túi áo nè, hoặc là hít vô cái đường ống dẫn ra, ống nước gì nè bằng thép nè. Hoặc là để trên kệ đồ. Rồi độ sáng nó là đây. 400 lumen nha mọi người, 400 lumen ha. Nó tính bằng lumen AB66 chống nước. Rồi, mã số 3, 300 ngàn. Mã số 4. Mã số 4 là mã số 4 này là 5 món nha mọi người. 5 món. Mã số 4 là 5 món đây. Rồi, đầu tiên là một cái kèn harmonica của Đức, Made in Germany nha. Đây, hoạt động ok hết. Hoàn hảo, không lỗi lầm ha, không có bị nứt cấn gãy gì hết. Của hãng Hornet nè, Hornet của Đức. Hornet của Đức nè. Cái thân giữa này bằng gỗ nha mọi người, tông C nè. Rồi. Hai là cây đo nhiệt kế nè, hoạt động ok luôn. Nè, lên ok, pin còn ở trong á. À, số 3 cây đánh dễ cá ha. Ok đẹp luôn. Số 4 cây này là nó không lên nha mọi người. Cây này nó bị dơ hay sao em bỏ pin nó không lên đó. Không có vệ sinh luôn, nó dơ bên trong, bỏ pin không lên nè. Cái đầu cầu râu của Philips. Cái máy cầu râu của Philips ha. Nó xài pin tiểu nè, pin 3 không có lên ha. Rồi, món này là cái đồng hồ của xe đạp. Bác nào chạy xe đạp thì biết cái đồng hồ này ha, nó đo được tốc độ đầy đủ. Tốc độ GPS đồ các kiểu ha, nó là của hãng này. Mà cái đồng hồ này nó thiếu một cái món gì, món cái cảm biến gì đó mọi người. Để gắn lên ha. Nó thiếu. Đó, bác về nghiên cứu gắn được cái, hoặc là kiếm mua cảm biến được thì mình xài ha. Đây, lên ok ha, pin cầm rất là lâu luôn, pin không có hết. Pin sạc một lần mà để nó rất là lâu luôn. Nó có đèn ban đêm nữa. Cái này ban ngày đèn ban đêm. Đó, ban đêm nó sáng rực luôn. Xem rất là rõ. Chọn ngôi chế độ nè. Đó, GPS. Km trên giờ. Odo nè, hình như Odo nó sử dụng 690,1 km ha, nó mới mở ra, nó xài 600 mấy km đó.
Rồi đó là 5 món nha mọi người. 2, 4 nè, 5 món nè. Đó em mô tả rất là chi tiết rồi nha. 500 ngàn ship luôn, 5 món. Mã số 4 đó. Rồi mã số 5. Mã số 5 là cái bộ tách nè. Cái bộ tách này hình lý 300 ngàn nha mọi người. Bao ship luôn mã số 5. Bộ tách của Nhật. À, bộ tách của Nhật 5 tách nè. 5 tách và đế gỗ để luôn. Khá là đẹp. Quá đẹp luôn. Cái này bác nào trồng cây mà biết lấy cái này trồng cây thôi cũng lấy tiền hả? Khoan cái lỗ để trồng cây mini rất là đẹp. Có nắp đầy đủ nha. Nguyên hộp chưa sử dụng, đây có nắp. Rồi 300 ngàn mã số 5. Mã số 6. Mã số 6 là 3 món luôn. 400. Đây, cái này là hai cái chân. Cái này cũng lấy ở bãi Nhật về nè. Cái chân. Cái chân này để nó gàn lên cái ghi đông á mọi người. À, cái ghi đông mà xe lội, cái ghi đông mà trần ra. Xe mô tô rồi á, hoặc là 67 cúp 67 CD đồ này kia. Đó, mấy xe mô tô đó, ha. Mình gàn cái này lên nhìn nó đẹp hơn. Nó chắc chắn cái ghi đông mình. Rồi với lại cái này là một cái kính chắn gió. Cái này cái kính chắn gió này mình thanh lý mua mà không có xài nha, chưa xài. Tại vì kính này là mình dạng mình chế vô á. Bác muốn chế xe nào chế ha, thì bác hết thôi. Thì mình chế mình sẽ làm cái khung gạn đây nè, rồi mình làm bốn cái lỗ bắt ốc vô ha. Nó là cái chắn gió phía trước. Chạy thì gió nó không có tát vô cái mặt mình. Chưa có sử dụng nha, cái này đóng bụi thôi chứ không có bị chạy gì hết. Nó nguyên bao đây nè, mới mua về chưa sử dụng, để lâu nó đóng móc mèo gì nữa. Đây cái này thì em đo cái kích thước cho mọi người xem nó dễ chế độ đồ cho mình ha. Nè, tổng chiều cao của nó là 45,5 cm. Rồi cái bề ngang lớn nhất của nó là 34 cm. Rồi phía dưới này là bề ngang nó là 17 cm. Dạng nó hon lên giống như chữ V vậy đó nha. Nó hon giống chữ V lên rất là đẹp. Ở đây nó mô ra nữa nè. Thiết kế rất là khí động học luôn. Gió nó táp vô đây nó sẽ luồn qua hai bên ha. Rồi ba món này là mã số 6 nè. 400 ngàn. Ba món. Rồi số 7 cũng là một cái này, là cái này em sử dụng mà không có sử dụng nữa ha. Anh lấy cho bác xài. Cái này một cái hộp của Givi, của hãng Givi nè ha, chính hãng. Còn đầy đủ hai cái chìa khóa luôn nè. Hai chìa khóa zin của nó. Được gắn thêm cái móc này nữa ha, cái móc dạng xe của xe SH rồi đó. À, của Honda. Móc. Móc gài nhanh. Gặp tự gọn nữa. Ở cái kiểu này thì nó hơi dơ ha. Cái kiểu này nó hơi dơ chứ không có bị nứt bể gì hết nè. Nó dẻo lắm. Cái loại nhựa này nó xịn, nó dẻo lắm. Không có nứt được. Rất là chắc. À, nó có sẵn cái lỗ để bắt ốc nè. À, lỗ bắt ốc. Lỗ ốc nè. Có 4 cái lỗ nè. Bác thì biến lên cái ba ga của mình. Cái này nó đặt ở cái ba ga ở phía trước á. Ba ga phía trước dạng mấy xe như là Sonic, Exciter rồi đó ha. Hoặc là Sirius đồ ha, cũng được. Sirius quay rồi đó.
bợ gần vô ngay cổ á, tùy mình chế cái bát này để mình gắn vô. Rồi nó là đầy đủ hai chìa nè, chìa khóa ok, nhẹ nhàng đó. Bên trong nè, cái học này là cũng 10 lít 12 lít gì đó, 10 lít đó. Đây, kích thước nó nè. Bề ngang nè. Rồi hai lỗ ốc rồi. Khoảng cách giữa hai lỗ ốc rồi, 13 cm ha. Hai lỗ ốc trên nè. Khoảng 12 cm. Và cái hộp này, cái hộp GV này là mã số 7 nha, 250.000. Hộp GV 250.000. Rồi mã số 8. Rồi một cái túi, túi này cho bác đi có xe mô tô, có bình xăng bằng sắt. Túi hết bình xăng nha. Con túi hết bình xăng nhỏ gọn mỏng của hãng Fit Moto nè. Con này chiên nhỏ gọn nha, chiên chiên nó rất là mỏng đây. Mày xem nó rất là mỏng, độ dày nó rất là mỏng, chiên để mình bỏ bỏ những cái vật dụng mà ít ha. Còn đây là bỏ cái iPad, điện thoại đồ trên đây được nè. Cái này mọi người lấy khăn ướt lau ha, nó hơi dính dơ tí chứ không có bị vấn đề gì hết nha. Bên dưới nó có bốn cái cục hít 500 ha, bốn cục 500 khá là mạnh, bốn cục đặt lên là nó hết. Ở đây tay cầm ha, tay nắm có cao su. Kích thước của nó nè, kích thước của nó là 30 ha, 30 nhân cho khoảng 22, 30 22. Rồi con túi này 800.000, mã số 8. Con túi này 800. Rồi mã số 9. Còn một cái hộp inox nữa. Còn một cái hộp inox nữa. Đó. Đây, nó có lỗ hông nha. À, có thể mở hoặc đóng lỗ hông. Mở đóng. Hai cái khóa hai bên. Trông rất là mới luôn, đẹp. Rồi, cái hộp mã số 9 350 nha. Kích thước đường kính 18 cm. Độ cao là 12 cm. Đó là mã số 9 nha. Rồi mã số 10. Mã số 10 là một cái đây, một cái ống dòm, ống dòm đo khoảng cách nha. Này mấy bác chơi golf sẽ biết cái ống dòm này, nó thường ứng dụng vô chơi golf. Nhưng mà em đánh dấu ít nha mọi người, xem em mô tả cho kỹ nha. Dấu ít đây là một cái ống dòm của Made in Japan luôn ha, Made in Japan của hãng đây Bonnet nè, nguyên hộp luôn, rất là đẹp như mới mà nó không biết sao nó không lên, không có mở nguồn lên được nha. Giấy catalog hướng dẫn nè, đây cái túi đựng nó rất là xịn sò luôn, túi chống sốc nó dẻo và cái ống dòm cũng rất là đẹp. Này, ống dòm dạng một mắt ha, một con mắt xuyên qua một con mắt, hai mắt này là dạng nó có cảm biến laser gì đó không biết nữa, mà nó đo khoảng cách nhận hai mắt này nè. Còn mắt này là ống dòm,
Ở đây là mở pin 9V như đây nha. Đó, 9V đây. Mở ra bỏ viên pin 9V vô ha. Cộng trừ nè. Nhưng vấn đề là nó không có lên nha mọi người. Nó không có lên. Nhưng mà không có lên, nhưng mà mình vẫn xài cái ống nhòm này nó như bình thường, như là một cái ống dòm bình thường, không vấn đề nha. Vẫn nhìn được, vẫn nhìn rất là ok nét luôn nè. Đó, vẫn nhìn nét ok bình thường nha. Cái này nút bấm nó nè, mà không hiểu sao nó không có lên. Mình bỏ pin vô rồi bấm thử không có lên nha, nên bán giá là hành lý. À, còn độ mới nó thì khỏi bàn luôn, như mới luôn ha. Kính trong vắt à, nguyên trong hộp này mà như mới đó. Em bán như một cái ống dòm, hành lý như một cái ống dòm bình thường. Cái mã nó là đâu rồi? Đây, mã số 10, 850.000. Còn ống dòm của Nhật, đánh dấu ít nha mọi người, 850.000 mã số 10. Chức năng dòm nó vẫn bình thường, chức năng dòm bình thường á, vẫn ok. Còn cái mà đo khoảng cách gì đó nè thì nó không có lên. Rồi. Đó, nó là nguyên zin ha, không có mở, không có sửa gì hết đó. Số 10, mã 10 rồi. Rồi 11. Đây. Một cái clutch cầm tay ha. Cái clutch cầm tay, cái hàng này mua ở Nhật luôn mà không biết, nó không có hiệu mọi người. Nó không có hiệu ha. Nhưng mà chất nó rất là ok, xài ngon. Nó có bìa cứng nè. Bìa cứng ha. Đựng rất là nhiều ngăn luôn, ngăn khẽ nè. Rồi đếm xem 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngăn kéo luôn. Bên đây nữa. Bách bò đựng các kiểu. Visa rồi. Đây nữa. Có hai cái logo nè. Màu đen. Clutch có một cái dây đeo luôn ha, dây cầm tay. Đó. Thước nó nè, 15 à, 25 nhân cho 13 cm. Rồi này hành lý 150.000, mã số 11 nha. Rồi bên ngoài này nó có một ngăn kéo nữa nè. Rất là nhiều ngăn. Một cái ví cầm tay. Rồi 12, một cái vòng vòng tự tính. Vòng đeo tay tự tính. Hàng này cũng mua thị trường Nhật về nha mọi người. Có hiệu của nó nè. Ghi kích thước là 18 cm ha. Nó có full hộp đi luôn. Cái này mình làm quà tặng cũng được nữa. Đó, nó nằm trên đây. Nhìn rất là ok ha. Đó. Đây là cái vòng mọi người hay gọi là nó điều hòa huyết áp đó. Trong nó này đeo vừa tay 18 cm thôi mọi người, 17-18 cm đeo nó vừa đẹp. Này nó ghi tiếng Nhật không nè. Rồi hành lý này là mã 12, 450.000 nha. Có một bộ duy nhất rồi. Màu duy nhất màu vàng, vàng màu màu vàng này, vàng xen kẽ. Và mã 13 nè, 3 món nữa. Một cái ống bơm xe đạp nha, bơm xe đạp hoạt động ok, bơm xe đạp hoàn hảo, hoạt động ok, mini rất là nhỏ gọn.
xe đạp xe máy ok luôn mọi người, nó chung xài chung cái van xe máy á, van xe đạp nó xài chung van bự á. Rồi một cái đây, cái này á, cái này là cái xác, nhưng cái này là còn ok nè, cái này là nó rút rút dài ra nè, bộ dài rồi chúng ta rồi. Rồi, có khoảng 50 60 rồi đó. Nó của nó có cái gương nè, nó của Anet nha mọi người, ê, của Sinhua nha mọi người, của hãng chim cánh cụt nè, của Sinhua nha. Nó có bóng đèn đây nè, nhưng mà em không có thử pin nha, không có pin này bỏ vô em biến thử. Ủa nó có pin trong đây nè, mà như chắc hết pin rồi đó. Nói chung chưa đụng tới nữa, mới mở ra nè, nó có pin trong đây luôn nè. Không biết quạt sao nữa. À đây, công tắc đây nè, hết pin rồi. À, bóng này nó chỉ có hết pin thôi, có 3 viên pin trong luôn. Những cái kính này nó rơi ra mới để lại, mọi người dán lại nha, nó lỏng đó. Cái keo ở trong đó, nó bị bong á, không có gì hết. Rồi kính thì còn nguyên, không có vỡ, không có nứt. Đây mình siết ốc lại thì nó chặt hơn, siết ốc lại đó, chặt lại ha, một cây ok nè. Còn này cái xác nó mất hết rồi, còn cái anten không đó. Rồi cái này là một cái kính lúp nha, kính lúp này siêu lớn luôn, lúp này của hãng hãng Nhật nè, 22x rồi. Nó phóng to lắm nè, nó có thể phóng rất là to nha mọi người, phóng 22x nè. Nè, nhìn thấy lỗ chân lông luôn nha, rất to, 22x. Nó nguyên hộp này của nó luôn ha, zin hộp của nó luôn. Rồi 3 món ha, coi như 3 món hoạt động ok ha. Là mã số 13 nè, 600.000 3 món nha. À, cái clip hôm nay là em thanh lý thì em bán hết luôn, bán hết luôn nha mọi người. Em không có, ví dụ như món một mã nó mấy cái thì em không có xé ra nha. Nó tại vì thanh lý cho nó nhanh, dọn cho nó chống bớt ha, đi kiếm hàng mới. À, một đống đèn pin luôn nè, đèn pin này là bị lỗi, bị bán sát hết nè. Rồi mã 14 này là một cây cạp và một cây kéo tỉa, 1.600.000 mã 14. Cây cạp là của Masakuni nha, đây một cây cạp hàng hiệu của Masakuni. Masakuni 4 mọc luôn, cái này da bằng, tình trạng có mài, nó mài bên bển, mài lướt một xíu nè, lưỡi đây quay rất là nét, chất lượng là 4K, mọi người sẽ xem chỉnh qua 4K coi nha cho nó rõ. Nó lưỡi thì nó xài rồi và nó hơi mòn đó, nhưng mà đây là một cây hàng hiệu của Masakuni, rất là hiếm. Rồi một cây kéo tỉa này thì đẹp mà nó của hãng Nhật luôn, mà không biết của hãng gì nha. Này, hãng Nhật có đóng mộc Nhật nè, kéo tỉa mini. Rồi hai món hành lý 1.600.000, cái này chiều dài nó 21.5 cm nha, cái kéo tỉa là dài 15.5, 1.600.000 mã 14, 1.600.000 bao phí vận chuyển mã 14. Rồi mã 15, đây mọi người nhìn một đống này, tiền không mà hành lý xác nha. 7 cái đèn nha, 7 cái đèn và vỏ bọc đồ có đầy đủ nè. Rồi cái đèn có vỏ bọc và cái gì đây, à, cái túi đựng của nó luôn nha, à, có túi đựng luôn. Chung nó nguyên hộp chưa có xài đó, à, hành lý nè, hành lý xác nha, 7 cái xác, 550.000 mã số 15. Đây 7 cái đó, 7 cái, 7 cái vỏ này, 7 cái nè,
Nó ba màu để vàng, đen, trắng. Bông led. Tại vì mà đèn pin dạng bút vỏ nhôm rất là cao cấp, nhưng mà nó bị lỗi là nó bị cứng ngắc rồi mọi người. Nó để lâu quá tồn kho, nó chưa có sử dụng mà nó tồn kho lâu quá nó bị cứng rồi, mở không ra. Mở ra thì nó cũng đây có cây, mở ra nó cũng đang hồi lùi đây. Nó bị cái pin á, nó đi bỏ luôn ở trong đây nè. Cái pin dạng pin remote đó, remote TV mình đó, pin dài dài hai viên pin ha, pin 3A đó. Đây nó bị chảy nước đó mọi người, nó bị ra ten nè, nó cứng ngắc à, nó không có lượm pin ra được đó. Chứ đèn thì mới sống hết đó mà pin nó dính cứng ngắc rồi, anh lấy luôn. Quá về đục pin ra, đục pin ra vệ sinh rồi nó thì nó sống, nó xài. Nó ra tan, nó chảy, nó bị oxy quá ngắt rồi. Mở được con cây nè, cây này phải dùng kìm mở mà không có mở luôn ha. Hành lý luôn, xác cho nó nhanh khỏe rồi. Mã 15 nè, 550 ngàn bao ship, mã số 15 7 cây. Rồi mã 16, 1, 2, 3, 4, 5 món. Cái này em tặng, cái này mua. Cái này là một cái dây dắt à, cái dây để đeo chó nè. Mở to quá, mua nó lộn dây nó to quá, xài không được. Bác nào có chó to khoảng 40 kg, khoảng cỡ 40-45 kg, 40 kg đi, cỡ đó. Chó nhà em cũng khoảng 30 kg rồi, mà lỏng quá. Đây nó đeo dạng đeo ngay ngực á ha, đeo luôn cái chân vô ngay ngực á nè đó. Gài vô cái này mình có thể tăng chỉnh lên nè, rồi cái dây dắt xỏ đây mình dắt. Rồi mấy món này là một cái bên đạp của Nhật nè, xe băng bên đạp ok nha. Bên đạp này nó đi nhiều dây nha, bên đạp này nó bên xuống một lần nhiều dây nè. Ồ nó tới 2, 4, 6 dây nha mọi người. Nó xài cái gì 6 dây chứ. Đây có cái bản đồ đây nha, chung là nó có sơ đồ đây nè. Quát vô dây nhìn sơ đồ này là vô được đó. Một món nè. Rồi một cái này của Ryobi, cái quay đếm vòng dây cước đó, cho bác câu cá thì xài này ha, câu cá. Rồi này là bên câu cá nha, Ruby. Rồi cái này là dắt dắt chó nè, nhưng nó bị như nó bị nứt, nó hở nha mọi người nè. Dây thì ok, dây thì còn xài ok, nhưng bị nứt à, bị nứt nó hở con ốc, nhưng vẫn dắt ok và bấm nút này ok nha. Nút bấm ok, khóa nè. Rồi một cái này, cái này là cái đồ để cắt xốp mà nó hiếu một cái cây rộng ha, hiếu rộng, hiếu cây rộng à, của hãng Haco nè, nhưng vẫn lên ok nha. Cắm điện lên đèn à, cắm điện lên đèn hai chế độ, nhưng hiếu cái chân, nó còn cụm dây cáp luôn nè, thiếu mắt cái chân đầu, cái chân để căng dây ra. Rồi một cái cây kìm đa năng, đây là một cây kìm đa năng nhưng không có hiệu ha, không có hiệu, cũng hàng bãi về, bãi Nhật về mà không có hiệu. Này bác bỏ cấp xe mở gỡ đinh đồ chơi cũng ok. À, kìm đẹp nha, lưỡi đẹp, lưỡi nguyên zin đẹp nha. Đây nó có nhiều tính năng lắm, nó có dao luôn nè, dao cũng còn ok, lưỡi đẹp luôn, dao cưa. Cái này là cái gì không biết,
cắt dây, tua vít, tua vít bạc kè, vít dẹt luôn. Bên đây có lục giác luôn nè, giác 5-6 ly gì nè. Đây có cưa nè, cưa nè, cưa cành. Rồi đây là cây gì đây? À, cây để mở đầu ốc luôn nè, mở ốc xe đạp. Đa năng, cái kìm đa năng. Rồi coi như là 1 món nè, 2 món nè, 3 món nè, 4 món, 5 món nè. 5 món này mã số 16 nha, 550.000. 5 món, rồi tặng cọng dây này cho bác nào nuôi chó thì nuôi con chó bự thì xài nó nè. Năm món mà 16, 550.000. 17. Đây một cái hộp điện nha. 17 một cái hộp điện. Cái tủ điện. Cái tủ điện này ôi nó dày lắm mọi người. Tủ điện này dày lắm. Dày nặng nữa. Đây. Nó có đầy đủ một chổng nha. À, đầy đủ nó đang câu ông giọng không biết nó xài chưa, chúng chưa xài quá. Đó, chưa đấu. Còn ốc đồ ác còn trống. CB rồi nè. CB gì không biết CB gì. Là CB 100 200V nè, 30A. À, gần như cho mọi người xem nè. Đó. CB nè. Nó hơi ngược. Đây. Đây. Đi dây điện nè. Rất là đẹp luôn. Chống nước luôn nha. Nó có gòn đây nè. Viền quanh gòn. Đây hai cái lỗ để vô dây điện. Rồi qua đây là cái nút bấm nha. Nút nhấn nhả. Ở đây cái đèn báo. Đây cái khóa. Khóa lại. Mở ra. Hộp dày lắm. Rồi, kích thước nó nè, bề ngang khoảng 29, bề cao 26. Độ dày 16. Hộp này hành lý 1 triệu đồng nha. 1 triệu bao ship. Nặng lắm mọi người. Mã số 17. À, 18. 18 đây. Một đống này bác nào về em cứu mỏ hàng nha. Mỏ hàng đóng luôn lấy về chưa có thời gian mà vô dây các kiểu nó bị đứt dây nè, chưa có vô dây, có con chưa vô dây không biết sống chết luôn rồi. Có con thì nó hiếu cái mũi nè, gom biết để đóng rồi nó không có thời gian làm. Này một cái công tắc, công tắc mỏ hàng luôn đó. Ở đây được cái mũi nữa nè. Đó. Rồi nó như hình như vậy nha mọi người. Đây. Đây nó như hình như vậy ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy cây. Bảy cây đó. Tình trạng như vậy, không có dây. Mấy cây này đủ mũi nè, có 2 cây thiếu mũi ha. 2, 4, 5 cây là đủ mũi, chỉ thiếu dây thôi. Cái này cũng chưa thử, không biết nè. Đem về chưa làm hết. Đó, bị mất dây. Để đó cái quên mất luôn, cái không có gian làm. Mấy cây dao băng, bằng gút. À, 60W. Hakko. Này 60W.
này hiệu dày Waco 60W. Rồi cái đống này là 350.000, mã số 18 nha mọi người, 350.000. Con này không có mũi luôn. Mã số 18. Mười chín này, một con máy mài này xài hoạt động ok, hoàn hảo nha. Con máy mài của Hitachi nè, máy mài gốc, Hitachi, điện là 100V nè, này điện 100V, chạy ok, 100V 780W, điện 100V, hoạt động ok nha, chạy êm. Tắt. Rồi, nguyên zin điện 100V. Một món. Rồi hai món như hình là một cây cảo của Bessay của Đức, một cây cử của Nhật. Cử này cử trên bàn á. Chiều dài cử này khoảng 45 nè. Còn chiều dài cái cảo này khoảng kẹp được 20 nha mọi người. Cảo 20 đó. Ba món rồi nè. Rồi cái này là sát, cái này là máy nguyên zin, nhưng mà không chạy, nó chết nè, đầy đủ bên trong, không chưa sửa chữa đó. 24 món. Mã số 19, 850.000, 850.000, 4 món. Bác tính đi, tính theo cái gì em hành lý đó. 850.000, mã số 19, bao ship mấy ký lô, nặng lắm. Mã 20, hai món nè. Đây là cái máy chuốt bút chì nha, cái máy này hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok, chuốt rất là đẹp luôn, chuốt bút chì của Nhật, hiệu là Mitsubishi nha, hoạt động hoàn hảo, điện là 100V nha, nó sẽ điện 100V. Đó, cái này hoạt động hoàn hảo luôn nha, điều chỉnh được cái độ nhọn, độ bằng, độ nhọn của cái mũi luôn, mũi chuốt ra. Nó tự động mình cắm điện vô nó chưa chạy đâu, mình nhấn cái bút chì vô nó mới chạy nha. Rồi cái máy này chạy ok mà nó bị lỗi là nó bị nứt cái vỏ rồi. Đây, máy chạy ok nha mọi người, nứt cái vỏ đây nha, nó bể vỏ rồi. Cái này để nó xét cũng gì á, chà cái bôi dầu lên nè, nó nứt vỏ nha, nhưng mà vẫn còn xài, đang xài ok. Của Mỹ, máy điện vô ra nè, điện 100V luôn nha, 260W, cưa lọng, đầu kẹp lưỡi đầy đủ. Hai món 350 nha, mã số 20, 350. Rồi 21, một bộ than, đây than nè mọi người, than dây nha, than dây của Nhật, hàng nội địa của Nhật, có đầu móc khóa luôn, đầy đủ mới tinh, nguyên zin như mới. Đây chiều dài của nó được là 4m6 nha, 4,6m, 4,6m. Đây kích thước của cái hàng nè, bề ngang đó nè mọi người, mình leo thoải mái lắm. Đây bề ngang nè, 15cm. Đây nó có cái hình mô tả nè, mình có thể leo như vậy nè, rất là đẹp đó, dễ leo lắm, hàng thoát hiểm. Đó, nguyên hộp, đẹp keng luôn, cái móc này để treo ở trên nè. Rồi mã số là 21, 1.650.000. Đây hàng hot hiểm, mã số 21. Rồi mã cuối cùng rồi, em kết thúc video, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, hẹn gặp lại trong video mới.